Qua công tác nắm tình hình, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, tại quán karaoke Tẩm Quất Sen Hồng ở khu Phú Điền, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Quản lý quán là Phùng Văn Đại, 22 tuổi ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc khai nhận. Quán Sen Hồng thường xuyên có khoảng 3 đến 5 nhân viên sẵn sàng phục vụ khi khách có nhu cầu mua dâm. Mỗi khách đến mua dâm phải trả 150.000 tiền phí dịch vụ phòng, còn giá mua dâm khách sẽ tự thỏa thuận với nhân viên khi lên phòng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối tượng Phùng Văn Đại về hành vi chứa mại dâm và tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Công an thị xã Từ Sơn cũng đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu, 58 tuổi ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn về hành vi chứa mại dâm. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu khai nhận đang làm quản lý nhà nghỉ Thanh Bình thuộc khu phố mới phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn. Khi khách đến thuê phòng có nhu cầu mua dâm, đối tượng sẽ trực tiếp điều tiếp viên đến nhà nghỉ để phục vụ khách.